Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong cái bản tin á, là ngày hôm nay đó quý vị, thì em cũng muốn lên là em cập nhật cho quý vị là những cái thông tin thì nó cũng liên quan về những cái vấn đề như là những cái vụ việc là của thầy Jim Nevin đó, hoặc là quý vị cũng biết là thầy Jim Nevin thì cũng bị một số người như là cái cô VO mình quý vị thì cũng làm đơn là kiện và tố giác là thầy Diêm Lê Quỳnh như là xúc phạm hoặc là vu khống, nhục mạ cô ta suốt một thời gian trên mạng xã hội khá là dài. Theo quý vị cũng biết đi, về cái em sẽ giải thích một số những cái vấn đề mà liên quan tới thầy Diêm Lê Quỳnh. Hiện tại cũng có rất là nhiều những cái kênh YouTube giờ hiện nay vẫn đang bu bám vào thầy Diêm Lê Quỳnh để xúc phạm và miệt thị thầy Diêm Lê Quỳnh rất là nhiều. Thì em sẽ chia sẻ hết trong cái ngày hôm nay cho quý vị biết về cái vấn đề là của thầy Jim Lê Quỳnh hiện tại. Thì đầu tiên á, là về cái vấn đề nè, như thầy Jim Lê Quỳnh bị cái cô VO này kiện về những vấn đề xúc phạm thầy Jim Lê Quỳnh. Theo quý vị cũng biết là cô ta viết trong cái bản đơn là tố cáo hoặc là gửi lên cơ quan chức năng là kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó có thêm khoảng 9 cái kênh YouTube là tiếp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng, là đấu tố cô ta hoặc là xúc phạm cô ta trên mạng xã hội gì đó. Thì tiến sĩ Đại Anh Quân hoặc là những dàn trợ lý của bà Hằng với trong đó thì cũng có như là thầy Jim Lê Quỳnh và một số những cái kênh như là YouTube khác nữa quý vị, chứ không phải là không có. Nhưng hiện tại là cái vấn đề là đang liên quan nghiêng về thầy Jim Lê Quỳnh. Thì thầy Jim Lê Quỳnh cũng đã lên một cái clip và chia sẻ những vấn đề đó, là hầu như là thầy Jim Lê Quỳnh cũng chưa từng xúc phạm và miệt thị ai trên mạng xã hội. Thầy chỉ chia sẻ những cái thông tin như là nói về vấn đề là của cô VO, như là nói là cô ta thì lên trên mạng xã hội thì cô ta nói chuyện thì cô ta hầu như chỉ có ba mấy tuổi thôi, mà mở miệng ra thì xưng chị, xưng anh, xưng em nói chuyện với người ta. Thì thầy Jim Lê Quỳnh cũng có lên tiếng là nói cô ta hầu như là cái từ mắc dạy mắc gì đó. Thì những cái từ nói của thầy Jim Lê Quỳnh thì hầu như là cô ta nói là thầy Jim Lê Quỳnh vu khống và xuyên tạc cho cô ta, hoặc là xúc phạm về danh dự của cô ta. Thì cô ta phải làm những lá đơn và kiện là thầy Jim Lê Quỳnh là những cái lý do đó. Về thầy Jim Lê Quỳnh cũng lên đáp trả về những cái vấn đề đó là liên quan tới mình, là trên mạng xã hội là thầy không nhớ là thầy từ xưa tới giờ là thầy Jim Lê Quỳnh cũng chưa từng xúc phạm ai hoặc là miệt thị ai. Thầy chỉ có một lần thì nói cô ta là tại vì nói chuyện với người khác mà cô ta nói như cô ta lớn rồi, cô ta ba mấy tuổi thôi mà cô ta như là dân hiểu biết. Thì cô ta nói xưng ai cũng bằng em. Thì bởi thầy Jim Lê Quỳnh cũng có bức xúc nói một chút vấn đề về cô ta như vậy. Thì cũng đã bị cô ta làm những lá đơn là kiện về vấn đề đó. Thầy Jim Lê Quỳnh cũng đã lên đính chính là thầy cũng chưa từng miệt thị và xúc phạm ai về cái vấn đề của mình. Quý vị cũng biết đó, là cái vụ việc của thầy Jim Lê Quỳnh trên mạng xã hội hiện nay đó, nó cũng rất là nhạy cảm đúng không quý vị? Có rất là nhiều thông tin là liên quan tới thầy Jim Lê Quỳnh nè, hoặc là một số những vấn đề á, mà liên quan về vấn đề của thầy Jim Lê Quỳnh như người ta nói. Thì nói chung có một số bài báo cũng đã đưa những thông tin là liên quan tới thầy Jim Lê Quỳnh như lệnh truy nã hoặc là cái gì đó. Thì có một số người thì một số những kênh YouTube dơ thì lợi dụng cái việc này thì nói thầy Jim Lê Quỳnh là tội phạm. Thì nói chung thì cái vấn đề của thầy Jim Lê Quỳnh thì cũng được chia sẻ trên mạng xã hội rất là tràn lan rồi, chắc em cũng không cần phải nhắc về những vấn đề đó. Thì nếu vị cũng biết nếu mình sai tới đâu thì pháp luật thì người ta sẽ trừng trị tới đó đúng không vị, chứ không phải là mình muốn nói thế này thế kia hoặc là miệt thị người khác hoặc là xúc phạm người khác là được đối với vị à. Đó thì còn về cái vấn đề thì thầy Jim Lê Quỳnh bị thế nào thì cái đó là chuyện của thầy Jim Lê Quỳnh, mình không có quyền phán quyết thầy Jim Lê Quỳnh, để cho pháp luật mới có quyền phán quyết. Những cái kênh YouTube dơ hoặc là một số dàn khác người khác cũng không có quyền phán quyết thầy Jim Lê Quỳnh được. Đó, thì quý vị và các bạn cũng biết là thầy Jim Lê Quỳnh tham gia vào những vấn đề drama này hầu như thì cũng rất là được rất là nhiều cô dì chú bác quan tâm về những vấn đề là thầy Jim Lê Quỳnh thì cũng là từng là thầy giáo thì gì đó, cũng rất là giỏi. Thì bây giờ thầy cũng đang đi học lực học gì nữa thì nói chung cũng rất là hay đúng không vậy. Đó thì thầy lên và phản biện về một số bọn lương hoặc là phân tích về một số những cái bọn mà YouTube dơ, nói về bọn YouTube dơ. Nói chung là thầy luôn ủng hộ và đồng hành, nói chung thì ủng hộ cho cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì về mặt tinh thần mà thôi. Tại vì pháp lý thì bây giờ thì mình không thể nào mà nói càng nói bậy được cái vấn đề đó. Nếu một cô bà Hằng
hoặc là của thầy Dương Đức Bình thì bị thế nào thì cơ quan chức năng người ta sẽ chỉ tới đó. Đó, còn cái nào không sai thì người ta sẽ không chỉ, đúng không quý vị? Mình phải tuân thủ pháp luật thôi, chứ mình đâu có thể nào mà làm sằng bậy đi quá cái vấn đề đó được. Đó, còn bây giờ nếu những cái người như là thằng Nico hoặc là VO rồi hoặc là Hờ Lời đó đang làm đơn như là kiện cái vấn đề của cô Siêu Nguyễn Phương Hằng thì quý vị cũng biết rồi, thì có sai thì pháp luật người ta trừng trị, không đến lượt những kênh YouTube dơ khác vô bình phẩm hoặc là chê bai. Như quý vị cũng biết là cái vấn đề của thầy Dinh Đức Bình thì bị chi nã hay là tội phạm gì đó thì báo pháp luật hoặc là công an Việt Nam, người ta sẽ ra quyết định đó và người ta sẽ làm việc. Còn quý vị biết là có một số những kênh YouTube dơ hiện nay đang lên tiếng về cái vấn đề là của thầy Dinh Đức Bình, như là quý vị cũng biết là cái cô Duyên Mai mình, đúng không quý vị? Hầu như thầy Dinh Đức Bình là lên phân tích và nói về những vấn đề như là về ủng hộ cô Siêu Nguyễn Phương Hằng nè, hoặc là đưa những cái thông tin mà liên quan tới cô Siêu Nguyễn Phương Hằng lên trên mạng xã hội, những cái việc làm mà là cô làm tốt đó, như là cũng là giúp đỡ người hoặc là thế này thế kia, thì người ta thấy cái nào tốt của bà Hằng thì người ta đưa lên. Còn cái việc là của bà Hằng sai tới nào tới đâu á thì cơ quan chức năng người ta sẽ trừng trị tới đó. Đâu có gì là sai trái. Cô ta lên nói xúc phạm Hà Dinh Bình rất là nhiều. Nói bà Hằng đang bị cái vấn đề là pháp lý chuẩn bị xử tội, mà tại sao thầy Dinh Bình lại còn tung những cái thông tin là đưa những cái thông tin, cái hình ảnh của bà Hằng, cái việc làm của bà Hằng lên trên mạng xã hội làm cái gì. Nói là ý đồ của thầy Dinh Bình là muốn công kích trên mạng xã hội, hoặc là muốn chống lại cơ quan chức năng hoặc là nhà nước gì. Thì em cũng xin thưa quý vị, người ta chỉ đưa những cái quan điểm nào mà bà Hằng làm tốt, chứ người ta đâu có lên trên mạng xã hội là người ta tranh cãi, là người ta tranh luận, là nói bắt bà Hằng là bị quan, hoặc là bắt bà Hằng là bị thế này thế kia. Đâu có ai là tranh luận, người ta chỉ lưu những việc làm tốt của bà thôi. Thì bây giờ bà cũng vẫn có cái sai, thì bà sai tới đâu thì cơ quan chức năng thì người ta trừng trị tới đó, thì cái đó chuyện rõ ràng. Đâu có ai mà bào chữa hoặc là binh vực bà gì vấn đề được. Đâu có ai mà cũng đâu có ai dám nói là bà sai hoàn toàn hết đâu, thì cũng đâu có ai nói là bà đúng hoàn toàn hết đâu. Đó, người ta thấy cái nào tốt người ta đưa lên thôi. Đó, thì biết đâu rồi sau này cơ quan chức năng thì người ta cũng xem xét và cũng ngờ nhẹ tội cho bà về những cái vấn đề đó, rồi sao cũng bà giúp ích được cho xã hội, thì cũng có thể là được khoan hồng, được nhẹ tội rồi sao, đúng không vậy? Đó, thì cô ta cũng lên miệt thị và nói thầy Dinh Đức Bình làm như vậy là cố tình chống phá lại đất nước, hoặc là xem như là công kích, là kích động lòng dân, nói chung là chống phá lại cơ quan chức năng gì đó. Thấy cơ quan chức năng đưa thông tin như vậy rồi mà thầy Dinh Đức Bình còn cố tình là làm như vậy thì không đúng. Thì vì cũng biết thì cái vấn đề là của cô Duyên Mai này rồi, thì thầy Dinh Đức Bình cũng từng lên công kích và nói về những vấn đề là của tỉnh Thất Bồng Lai cũng rất là nhiều, thì nên cô ta cũng rất là ghét thầy Dinh Đức Bình. Nói chung thì ai á mà nên nói hoặc là nói về vấn đề của tỉnh Thất Bồng Lai thì hầu như cô ta rất là ghét, cô ta lên phản biện rất là ghê. Và thật thậm chí thì quý vị cũng đã từng biết rồi, cô ta lên trên mạng xã hội là chửi rủa và xúc phạm rất là nhiều người, hoặc là chửi người ta, hoặc là đưa thông tin người ta lên trên mạng xã hội gì đó, chửi rủa rất là thậm tệ, đúng không quý vị? Đó, miễn mà ai mà nói về tỉnh Thất Bồng Lai là cô ta sẵn sàng là tấn công, không bao giờ tha thứ. Nó rất là rõ ràng chỗ đó. Đó thì hầu như cô ta chỉ đứng ở ngoài là công kích vào những anh em YouTube, là cho những anh em YouTube là đấu đá lẫn nhau thế này thế nọ thế kia, chứ hầu như cô ta không có làm được cái việc gì. Nói chung thì cô ta cũng không có tốt lành gì đâu quý vị ơi, cũng chả giúp ích gì được cho ai. Đó, chỉ biết lên trên mạng xã hội thì nói là cứu tỉnh Thất Bồng Lai, nói là tỉnh Thất Bồng Lai bị quan bị gì. Ủa thì bây giờ cơ quan chức năng người ta đang phán quyết cái vấn đề của tỉnh Thất Bồng Lai là bị như vậy rồi, mức án như vậy rồi, bây giờ cô lên còn kêu quan cái tỉnh Thất Bồng Lai, ủa không phải như vậy đó, như vậy là cố tình cô chống phá lại công an không, hoặc là cô đang đi ngược lại cái chiều hướng, hoặc là đang đối phó với trong cái phiên tòa đó. Chỉ tại sao bây giờ cô lên trên mạng á, cô lại mở miệng ra cô nói là thầy Dinh Đức Bình lại là người chống phá đó, thì trong đó rõ ràng là như vậy. Thì ai hiện tại là là cũng là cô một miệng cô nói thế này, nhưng mà một đằng á thì cô lại làm một nẻo, thì nó rất là rõ ràng. Cô là cái cô mà Duyên Mai Mai Dù này, đúng vậy, hầu như lên trên mạng xã hội chỉ biết là đứng về cái một hướng, hoặc là chia sẻ những thông tin mà sai sự thật mà thôi, cố tình mà công kích. Nói chung á hầu như là cũng đi công kích người khác mà thôi, cũng chả có hay ho gì đâu. À, thì nói chung thì bản tin là ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên á là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe quý vị. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh cái nó mất đầy sức rất là nhiều, nên giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì bây giờ có xem kênh thì cũng nhớ cho em một like luôn nghe quý vị, để cho kênh các em có độ tương tác quý vị ơi.
để em còn động lực mà em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.